Dạ, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khoa nha bạn. Thì hôm qua em vắng bóng các bạn ơi, thì hôm nay em quay trở lại mang cho bạn là 4 mẫu xe mới nha. Hôm nay là bao gồm những mẫu nữa các bạn. Gian nè, Gian là thương hiệu khá là có tiếng trên thị trường Việt Nam của mình rồi. Gian là một thương hiệu Đài Loan, gã khổng lồ nha các bạn, Đài Loan gã khổng lồ. Và mã thứ hai là mã Recession, thương hiệu đến từ nước Mỹ nha các bạn. Mã Recession này thì rất là chuộng, được người Nhật chuộng khá là nhiều, nên là dòng xe này về khá nhiều các bạn. Và bên cạnh đó là có mã Bridgestone Ordina. Toàn là hôm nay là toàn là thương hiệu nổi tiếng không các bạn ơi. Và hôm nay mang tới các bạn là 4 dòng xe nha. 4 dòng xe vừa đi học đi làm được nè, hay là vừa đi chợ thể thao đồ này kia được nè. Vừa dual sport là đi đa địa hình nè. Thí dụ bạn nào mà ở những vùng giống như đồi núi Tây Nguyên đồ đi, lựa chọn mã dual sport thì đi tuyệt vời luôn. Và bạn nào ở đường trường và thích một con xe chuyên về tập thể thao thì cũng có lựa chọn cho bạn. Và bạn nào mà thích phong cách mà đi dạo cà phê tốc độ vừa vừa thì cũng có luôn nha. Hôm nay đầy đủ mã xe luôn. Thì bên em hiện tại kỹ thuật viên đang tăng thêm một bạn nữa các bạn ơi. Nên là em hứa hẹn sắp tới sẽ mang đến các bạn những mẫu xe chất lượng hơn và ra video đều mỗi ngày hơn nha các bạn. Thì hôm nay giờ em vô em review em báo size đi nha. Con này size đứng, con Gian này nha các bạn. Gian này đứng của nó là 38, ngang nó là 52. Được nhà Gian công bố là XS. Con này made in Taiwan luôn nè. Con này về cái size này á, thì bạn nào cao từ 1m45 đến 50 trở lên đi là được rồi. Tại vì cái ống đứng nó rất là thấp luôn. Ngang thì 52, 45, 50 trở lên đi là được rồi. Nói chung là tới 1m63, 65 quay đầu là đi con này đẹp luôn nha các bạn. Bên cạnh đó con này có cái đồ chơi của Nhật nè. Nhìn nét không các bạn? Lạ kỳ luôn. Bô tăng gật gù nhưng mà bản mới nè, khá là lạ đó. Còn mã số 2, mã Recession hôm nay là mã đứng 43, ngang cũng là 52 nha. Máy size này thì dễ chịu cực kỳ luôn. 43 ngang 52 thì bạn nào 1m68 trở lên, lộn 1m68 quay đầu là đi được rồi nha. 1m55 đến 1m68 đi mã này ok. Còn mã Bridgestone màu xanh này nè, bạn nào có chiều cao là đứng 48, xe đứng 48, ngang là 56. Bạn nào có chiều cao khoảng tầm 1m60 trở lên đi là đẹp rồi. 1m60 đến 1m7 mấy đi đẹp luôn nha. 73, 75 là đi tuyệt vời. Con này thì như một con xe thùng luôn. Còn mã Gian CS 3002 này. Gian này thì trên thị trường khá là ít nha các bạn. Mà để có những con xe đẹp như này càng ít hơn nha. Mã Gian này thì đứng 43, ngang 52. Do nó là dòng dual nên bạn nào cao từ 1m50, 52, 55 trở lên đến 1m70 đi vẫn ok nha các bạn. Thì đây là em giới thiệu các bạn là 4 mẫu xe. Bây giờ em sẽ đi vô review chi tiết từng xe nha các bạn. Em đã qua phần báo size rồi, thì xíu nữa tới phần báo giá các bạn ơi. Các bạn đón chờ nha. Đây là mã số 1, da này là Gian CS3000. Phần đây là phần bạc đạn chắn cổ nó đây. Bạc đạn chắn cổ âm. Mã Gian là đặc trưng là hay xài là bạc đạn chén cổ âm cực kỳ luôn. Con này mang một cái màu xanh gọi là xanh đen, hơi hướng qua xanh bộ đội các bạn. Đây là những vết trầy, em mới chấm lại. Bạn nào mà không thích đó, về có thể lấy xăng Nhật chùi ra. Còn bên em là phải chấm lại cho nó gọn ghẽ sạch sẽ. Đây là phần bạc đạn chén cổ đây. Đây là cái xin cao su để chống nước nha. Nó không ảnh hưởng gì nha các bạn. Tại vì phần bên đây nắp chụp nó che lại ập xuống rồi. Về phần đây là phần răng. Đây là cái dáng cổ này, bạn nào mà thích một con xe mà ngồi lái thoải mái hả? Thì đây là một lựa chọn khá là tuyệt vời nha. Tại sao? Con này là mang trong mình một cái ghi đông bô tăng gật gù này. Nên là bạn nào mà muốn cái cảm giác ngồi lái mà thẳng đứng á, thì không thể bỏ lỡ xe này nha. Về phần gật gù á, thì chúng ta nới lỏng ngóc ở dưới đây nè. Và chúng ta gạt cái này xuống là chúng ta sẽ ngóc lên ngóc xuống nha. Đồ chơi khá là đẹp của hàng Nhật các bạn. Đây, về tay phanh. Phanh, zin theo xe. Tay vặn 3 gì ấy, 7 clip của nhà Shimano nè. Cái dạng tay này thì vặn miễn chơi rồi. Nói với Office Test là anh em á, vặn là nhẹ nhàng, mượt mà luôn. Sang số cũng chuẩn xác nữa. Về phần cao su tay vặn này thì còn ngon lành, chưa có hiện tượng chai một nha. Và sau này các bạn chạy thì về cái vấn đề những cái cao su này chai thì các bạn sẽ tìm ở đâu? Thì riêng các bạn mua xe bên em, về vấn đề chai cao su này em bảo hành trọn đời xe cho các bạn an tâm chạy nha. Cao su này thì chúng ta phải mua một bộ tay mới và chúng ta lấy hai cục cao su thôi. Nhưng mà các bạn mua xe bên em sẽ có chế độ đó bảo hành cho bạn nha, an tâm xài luôn khỏi lo. Đây là phanh nè, cân chỉnh hết rồi. Đây là em trang bị vô cái rổ xe điện nè, cực kỳ cứng cáp luôn. Xe là khung hợp kim nhôm,
càng á là càng thép nha các bạn, à, cứng cáp và chắc chắn. Thì mấy dòng xe này dòng xe phổ thông mà, nên trang bị càng trước là càng thép, còn lại là full nhôm các bạn ơi. À, dạng xe mà về ba ga rổ giống vậy á, thường thì sẽ xài cốt vặn tán, nhưng mà mẫu này nó xài zin của nó là tay bật nha các bạn, tháo mở nhanh bánh xe nha, cực kỳ tiện lợi luôn nha. Đùm là đùm nhôm nè, hay còn gọi là mây nhôm nè. Vành thì vành còn đẹp nha, chưa khuyết rổ gì nha. Vỏ cũng vậy, gắn trên xe là còn lại là xài được mà xài ngon luôn nha các bạn. Câm là câm inox nè, không rỉ sét nè, niềng nhôm nè. Nói chung là con xe này trong tình trạng hoàn hảo nhất, về các bạn chỉ việc lăn bánh và chạy thôi. Xe bên shop em thì bán ra có chế độ bảo hành là 365 ngày nha, bao chạy bao xài luôn. Về các chi tiết trên xe thì các bạn cứ an tâm, hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Xe chắc chắn phải tốt thì em mới dám bảo hành dài nha các bạn, nếu mà xe không tốt thì làm gì dám bảo hành. Tem đồ của Nhật thì còn đầy đủ nè, xài XS Made in Taiwan nè, đùi đĩa của nhà Rowell nè, gạt dĩa của nhà Shimano Ontouch nè, cũ đời Shimano nè, líp vặn 7 tầng nè, vỏ nè, vỏ zin theo xe nè, 700x38 nè, cặp về nhựa nè, về zin nè, xài khá là im. Loại này bữa em có biểu diễn rồi các bạn, bẻ tới bẻ lui được thoải mái luôn nha, bao dẻo, đồ xịn, không lo ngại gì cả. Xe này thì cái độ chạy xước trên xe cũng ít, xe này thì không có gì để chê. Có cái rổ trước, bạn nào mà muốn mua cho con em mình mùa hè này thì đây là lựa chọn tuyệt vời luôn. Trước cũng mua, sau cũng mua, chúng ta mua sớm cho bé hăng hái các bạn ơi, để bé có một mùa hè thật là năng động nha. À, giá thì xíu nữa em chia sẻ các bạn luôn, giá bao tốt luôn, các bạn đón chờ nha. Da nè, à, em quay chi tiết ngóc ngách luôn, bao soi, bao có khuyết điểm luôn á. Xe đang trong tình trạng là hoàn hảo nhất của xe luôn. Bê-đan thì chắc chắn là bê-đan nhựa rồi, zin của nó về bê-đan nhựa mà. Còn sau này các bạn muốn tinh chỉnh thêm đồ chơi á, mấy cái phần này là các linh kiện rời mà, các bạn có thể nâng cấp được mà. Có muốn nâng lên bê-đan bạc đạn này kia thì các bạn nâng thoải mái luôn. À, còn đây là cấu hình zin thì em để giống vậy. Mình sườn đồ này kia tuyệt vời, comment ốc xét chưa chấm lại nhìn mắt thẩm mỹ quá các bạn ơi. Cái này để em chấm lại màu đen nha. Còn bạn nào đôi khi có nhiều con em quên, thì bạn nào vời mà muốn chăm chút chiếc xe đẹp hơn nữa thì tỉ mỉ thêm phần đó giúp em nha, em cảm ơn. Yên này là yên zin theo xe nè, ngồi bao êm luôn, yên này là ngồi không biết đau là gì luôn nha các bạn. Về phần về sau nè, tuyệt vời, không gì phải chơi, tay bẻ nhanh trước sau luôn. Về trường hợp sau này nữa, lỡ các bạn chạy xe ngập nửa bánh xe hay là xe vô nước, sọc con, ai là người sẽ đứng ra hỗ trợ các bạn vấn đề đó? Riêng các bạn mua xe bên em, vấn đề kỹ thuật em hỗ trợ các bạn đến hết đời xe nha. Về vấn đề kỹ thuật nha, còn vấn đề về vật tư tiêu hao sau này á, qua cái khoảng thời gian bảo hành á, thì em sẽ hỗ trợ các bạn với giá gốc luôn nha, cho các bạn an tâm xài nha. Đó là chế độ và chính sách hậu mãi bên shop em. Đây là mã số 1, em sẽ ra với giá là 5.800.000 bao gồm cả phí ship nha. 5.800.000 chúng ta sở hữu con Gian 3 đĩa 7 tầng líp nha, cam inox, đùm nhôm, tháo mở nhanh, trục giữa bạc đạn nha các bạn. Xe trong tình trạng hoàn hảo nhất. Giá xe thì lanh quanh bằng con xe mới thôi, nhưng mà độ mới của mấy con dòng xe Nhật bãi này khoảng tầm 90-90%. Và chế độ bảo hành cũng có. Thì tội gì chúng ta không mua con xe nhập hả các bạn. À, xe này mà muốn mua mới trong thương hiệu Gian phải tính hàng từ hàng 10 trở lên, mười mấy. Hôm nay em chia sẻ các bạn với mức giá chỉ có 5.800.000 à, chế độ bảo hành cũng như xe mới. Xe này thì chỉ có một bạn nào ưng ý thì nhắc cái máy alo em chốt đơn nha các bạn. Còn đây là mã số 2. Mã này là mã Recession Sport. Thì Recession thương hiệu Mỹ thì nó có nhiều lắm. Recession Jet Marine hay là Special Line hay là Stum, rồi Fail, nói chung là đa dạng thương hiệu Mỹ lắm. Nhưng mà thằng Recession này trên thị trường nước Mỹ khá là có tiếng nha các bạn. Size thì đầu video em có báo rồi, bạn nào quan tâm coi xe có phù hợp với chiều cao mình không thì ban đầu video em có báo nha các bạn. Đó. Xe này thì mang một cái màu mà khá là lạ, màu này thì rất là ít nha các bạn. Đó. Màu xanh này xanh lá chuối non các bạn ơi. Đó. Xanh lá chuối non. Giờ em quay chi tiết nè, máy này là do các bạn kỹ thuật viên em nè cầm ịnh vô. Em sẽ rửa ráy sạch sẽ lại trước khi bàn giao nha các bạn. Tại vì tháo ra bảo dưỡng full mà, nên là bắt buộc tay chân dầu nhớt phải bốc lên sườn rồi, các bạn thông cảm khoảng này nha. Khi giao xe các bạn em sẽ rửa lại sạch sẽ luôn, các bạn an tâm nha. Phuộc trước là phuộc hợp kim thép nè, khung là khung nhôm nè, ghi đông nhôm, bô tăng nhôm nè, đây mây ơ nhôm nè, vành nhôm nè,
Vành thì em bao các bạn, xe bán ra là không có vụ vành mà khuyết rỗ đâu. Đồ hư em không có để cho khách xài đâu nha các bạn. Đùi đĩa xích neo 3 tầng nè. Đùi đĩa này thì không có cặt tay dĩa nha các bạn. Không có cặt tay dĩa nha. Em báo trước luôn, dạng đùi này thì không có cặt tay dĩa. Xe nào có thì em sẽ lắp cho các bạn. Chỉ có em này là không có thôi. Mã xích neo này ít có cặt tay dĩa lắm các bạn ơi. Nên là các bạn đừng yêu cầu em lắp, em kiếm không có ra đâu các bạn ơi. Về phần sang dĩa nè, nhẹ nhàng thoải mái không. Em bao các bạn xe về vận hành, bấm là lên, bấm là lên. Sơn thì lúc nào em cũng ưu tiên sơn mới á. Sơn này sơn xịn mà các bạn, có cái Masterlin thông minh nè. Cái khóa sơn là thay vì chúng ta cảo sơn thì chúng ta bấm có kìm bấm, kìm khóa xích bấm cái tạch là ra luôn, không có cảo sơn, không có đục gì nha các bạn. Em là hướng tới những cái nào tiện nhất cho khách hàng là xài thôi. Xe thì trang bị cặp lốp Kenda 700x28 mới cứng luôn. Đi khỏi lăng tăng 1-2 năm nữa chắc xe này không phải đầu tư gì thêm trong chi phí trong khoảng 1-2 năm nha các bạn. Tại vì vỏ mới rồi, mua xe cũ chúng ta hay lo ngại vấn đề sơn líp vỏ ruột. Thế này em bao về chạy luôn, khỏi suy nghĩ hết. Vỏ là không có nứt nẻ, không có bị hư nè. Đây là củ đề on tooth nha. Phần này lên nó có, nó bị bay chữ rồi, nên em có đánh với nhám sơn làm lại cho nhìn đẹp hơn, để bay chữ nhìn kỳ. Đây là clip, đây clip thả 8 tầng của Shimano nha, clip chính hãng Shimano HG nha các bạn. Mã này HG 200-8, vỏ Kenda 728, cọc yên nhôm. Đó, yên này nó gắn nhầm cái yên của Canover các bạn ơi. Quá sang xịn mịn luôn. Canover là thương hiệu có tiếng của Đức nha các bạn. Bộ bấm xả 3-8 clip đây. Phanh là phanh càng tetro càng ngắn. Bản phanh này thì cho chúng ta một cái bóp khá là mượt mà nhẹ nhàng nè các bạn thấy không. Đây nè, một phanh nhảy và phanh chưa nhảy nè. Chúng ta cái này nhảy mạnh quá thì chúng ta sẽ nới con ốc này ra. Và cái này nhảy yếu quá chúng ta sẽ siết vô nha. Khi mà các bạn nới hết vô phải làm sao thì em sẽ cố gắng ra cho các bạn bộ video hướng dẫn cân chỉnh xe cơ bản nha. Xe các bạn đang gặp trục trặc lỗi như thế nào comment bên dưới nha các bạn, để em ra video hướng dẫn các bạn nha. Xe thì tổng quan đẹp đẽ luôn, về chạy luôn khỏi lăn tăn gì hết. Giờ em quay chi tiết các bạn xem trục giữa bạc đạn nè. Xe mình sườn khá là ok các bạn ơi, may ơi nhôm, mở khóa nhanh trước sau, cầm là cầm zin theo xe. Đây là mã này em ra với mức giá là 5 triệu mấy ta. Thôi 5.800.000 đồng giá 4 con hôm nay đi. 5.800.000 cho bạn luôn. 5.800.000 đồng giá luôn. Này vui vui bán đồng giá các bạn chơi. Bao gồm cả phí ship nha. Và tặng kèm các bạn 4 món ăn chơi nha. Tặng là đèn, tặng đèn gì? Đây là một bộ đèn nha bạn. Đây là đèn này, là đèn cảnh báo ở ngoài sau. Cái này hợp không các bạn ơi. Đây, để em khui ra các bạn. Đèn, nói chung là đèn này, tại vì lên em cũng ít giới thiệu các bạn, mà khi bán xe tặng đầy đủ cho các bạn đầy đủ phụ kiện luôn nha. 5.800.000 cho 4 con này luôn, cho bạn dễ lừa dễ xài. Mã Bridgestone này thì không còn gì quá xa lạ nữa rồi, khá là có tiếng trên thị trường á. Bridgestone, con xe này là đếm coi zin gần như là tuyệt đối luôn nha các bạn. Xe này có thay mỗi cái yên thể thao mới, bạn nào thích yên zin thì báo em lập lại cho. Còn bạn nào thích yên mới thì để vậy luôn. Xe này thì trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 clip nè. Cái giò dĩa Shimano còn gặt tay dĩa không? Pedal này, pedal của nhà Bridgestone nè. Nhìn cái gu là biết liền nè. Củ đề là on tooth nè. 3 dĩa 7 clip. Vành nhôm và đùm nhôm hay còn gọi là mayer nhôm. Xe này thì không có tì vết, không gì để chơi á. Bạn nào cần ảnh chi tiết thì cứ nhắn tin em. Em gửi qua cho. Xe thì đầy đủ liền lạc hết luôn. Xe này full option này, về chạy luôn. Xe này có cục trợ lực thắng nè. Kiểm tra cân chỉnh bảo dưỡng hết rồi. Về chạy luôn, khỏi suy nghĩ gì hết các bạn ơi. Mình sườn trên xe thì không có gì để chơi hết á. Chống là chống của Bridgestone nè. Đâu rồi, cái chống này em nhớ có đóng chữ nè. Mã chống này là zin của Bridgestone luôn nè các bạn ơi. Cái này chắc nó rửa mắt chữ của em luôn rồi quá các bạn ơi. Mấy bạn kỹ thuật viên em rửa mắt chữ luôn rồi. Rửa sạch quá các bạn ơi. Xe sạch sẽ gọn ghẽ luôn, về chạy luôn. Xe này có thua gì xe mới đâu các bạn, nhìn kỹ lắm mới thấy thôi. 8-10 so với xe mới rồi. Nhưng mà cái chi phí chúng ta bỏ ra nói chung là cũng cực kỳ phải chăng nữa. 5.800.000 nha. Xe này bình thường phải tầm 5.9-6.5 triệu. Nay em bán đồng giá luôn, dễ chơi dễ xài cho bạn luôn. Khỏi lăn tăn khỏi suy nghĩ, một giá một. Đó. 5.800.000 cho mã Bridgestone nha. Mã này Yan CS3002 nè. Yan này thì mã phục nhúng vậy hơi ít nha các bạn. Xe này hộp số bên trong này em cho các bạn coi nè, còn đẹp cực kỳ luôn.
các răng số nhông xích nè, bảo dưỡng hết rồi. Xe này là sẽ có mặt kính để đậy lại nha các bạn. Thì hiện tại mặt kính là em đang bỏ đi qua một cái đơn vị làm mặt kính rồi. Khi giao xe sẽ có đầy đủ cho bạn, tại vì mặt kính nó bị bể, em không thể để được, tại vì vô nước trong đây nè, các nhông trong đây nó sẽ bị xét và tan lâu ngày nó ảnh hưởng tới xe. Cái đó thì không phải là cách làm của bên em. Bạc đèn dán cổ nè, xịn cực kỳ luôn. Màu này là màu be. Nó em không biết gọi màu này màu gì nữa các bạn ơi. Bạn nào biết màu gì thì comment bên dưới giúp em nha. Phục là phục SR Sinto nè. Mã phục này phục của Đài Loan nè, nhúng bao im luôn các bạn ơi. Cam inox đùm nhôm, vành nhôm, vành là vành Alexstream luôn. Vành này khá là có tiếng á. Đùi đĩa này là đùi đĩa gì? Nó đi nguyên cái dàn đồ là toàn SR Sinto không các bạn ơi. Zin của da nó đi hay đi phọt vậy á. Cũ đời on tour nè, 3 dĩa 7 clip nè. 5.800.000 thôi các bạn. Sở hữu xe Nhật. Thương hiệu có tiếng của Đài Loan nữa. Gã khổng lồ của Đài Loan, 5.800 sở hữu xe Nhật chạy. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào.